cổ động viên Việt Nam xâm chiếm fanpage Austria Win, người Áo ngơ ngác. Trong những ngày qua, thông tin Đoàn Văn Hậu đang được câu lạc bộ Austria Win để ý đã gây sốt. Thậm chí, có tin cho rằng câu lạc bộ nước Áo sẵn sàng chi ra 17 tỷ đồng, 700.000 USD để chiêu mộ hậu vệ đội tuyển Việt Nam. Trước tình hình đó, nhiều cổ động viên Việt Nam đã tấn công trang fanpage chính thức của câu lạc bộ Austria Win bằng những dòng bình luận liên quan tới Đoàn Văn Hậu. Tài khoản Hoàng Tú đăng tải hình ảnh của Đoàn Văn Hậu kèm theo dòng bình luận: Hoàng Tú xin chào miền đất mới. Tài khoản Đào Co Vai Âu Co Aaron Hữu viết: Đoàn Văn Hậu, xin chào Austria Win. Bên cạnh đó, nhiều cổ động viên Việt Nam khác đã đăng tải những đoạn video, ảnh động về tài năng của Đoàn Văn Hậu trong những dòng bình luận trên trang của câu lạc bộ Austria Win. Việc trang fanpage của câu lạc bộ Austria Win chứng kiến quá nhiều bình luận tới từ Việt Nam, khiến cho những người Áo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tài khoản Roland Kiela đặt câu hỏi, tại sao có nhiều người tới từ Việt Nam bình luận vậy? Một tài khoản khác có tên Stefan Ketzer ngơ ngác, cái gì vậy? Người khác bình luận, làm ơn dừng lại đi, hãy bình tĩnh nào những bạn Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên, fanpage câu lạc bộ nước ngoài bị cổ động viên Việt Nam xâm chiếm. Trước đó, fanpage của câu lạc bộ Incheon United cũng bị tấn công trong thời gian Công Phượng thi đấu ở câu lạc bộ này. Hát Long, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.